có gì đâu mà rung, có chị Tường ở đây mà rung cái gì biết nữa. Rồi ngồi xuống đi cưng, mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin giới thiệu, mình tên là Lê Ngọc Hải ha, sinh năm 1985, hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Em thì làm bên tòa án nhân dân. Làm nhiệm vụ gì? Dạ, làm thẩm phán. Thẩm phán tòa án nhân dân. Chuyên xử về cái gì? Nói chung là chuyên làm án về dân sự, hôn nhân gia đình, rồi kinh doanh thương mại. Trời ơi, là có từng giải quyết nhiều vụ ly hôn chưa? Dạ có. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với tình yêu của mình. Một người cầm cân nảy mực, nhưng giải quyết những vấn đề ly hôn khi nói đến chuyện tình yêu hôn nhân và gia đình, bạn ấy sẽ chia sẻ điều gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Tôi thấy hơi gây cấn rồi đó. Đùa chứ quê Hải ở đâu? Gia đình thì vô đây sinh ra và sống ở Bình Phước. Có hay về quê không? Dạ cũng thường về quê chị. Vậy là em ở với ai ở thành phố này? Em ở một mình nè chị. Nhà của mình hay nhà trọ hay nhà của nhà nước hay nhà của tòa án? Nhà của mình chị. Bình thường mình hỏi người ta nhiều, bữa nay giống như mình bị hỏi cung là vậy ha, vui ghê. Trời, thẩm phán đẹp trai quá chừng. Rồi mời em. Em tên là Thu Trâm. Dạ em đến từ Đồng Nai, em sinh năm 1984 ạ. Công việc của em là làm kế toán ạ. Em có ngại khi quen bạn trai nhỏ hơn không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác ạ. Đúng rồi. Mà già 60 tuổi cũng nói tới tình yêu đôi mắt còn long lanh. Trời ơi, già 60 tuổi tình yêu mắt còn long lanh. Chết âm rồi, thẩm phán nha. Hiện tại gia đình ở đâu? Dạ hiện tại gia đình em sống ở Đồng Nai ạ. Phía cuối Đồng Nai giáp với Bảo Lộc Lâm Đồng ạ. Hả? Hiện là giờ cuối Đồng Nai giáp Bảo Lộc Lâm Đồng? Dạ. Khu vực của em là cũng gần rừng quốc gia Nam Cát Tiên. À, hôm nay lên đây là ghi hình chương trình thôi rồi về lại với dạ, đó. Dạ đúng rồi ạ. Rồi về khoảng cách địa lý như vậy em thấy có gì e ngại không? Dạ nếu mà có tình cảm thì xa cũng không vấn đề gì chị. Lấy anh bên này mình có chịu theo chồng không? Không sao ạ. Công việc mà yêu cầu ấy thì em cũng thay đổi được ạ. Có nghĩa là lấy chồng sẽ theo chồng được, miễn dạ. Có yêu nhau là đi hết phải dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi giờ chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nè. Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ. Còn nhược điểm của em là hơi nóng tính, dễ xúc động. Dạ, tật xấu của em dễ ngủ ạ, hay quên. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là sống tử tế, hiền lành, nhẹ nhàng, không có nóng tính. Điểm yếu của em thì hay là mau quên. Hoặc là chơi thể thao, mình làm nhục sức khỏe quá, chơi quá sức. Đá banh hay là tennis gì đó là cũng nói chung chơi nào nó đã thôi. Rồi sao mỗi lần quá sức có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không, cũng bình thường chị. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua một lần ly hôn rồi. Trời ơi, xử ly hôn mà trải qua một lần ly hôn. Mình phải sâu sát mới. À sâu sát luôn hả? Mà bao lâu rồi? Quen được 3 năm mà chị. Chung ly hôn 3 năm. Ly hôn 3 năm. Hôn nhân đó kéo dài cũng 8-9 năm vậy chị. 8-9 năm. Rồi có cháu nào chưa? Dạ em cũng có hai bé rồi. Con gái thì học lớp 3. Còn bé trai nhỏ thì 5 tuổi. Hiện giờ mấy bé sống với ai? Thì hai bé hiện giờ là sống với mẹ. Sao mình không có giành quyền nuôi được bé nào hết vậy? Trước thì hai chồng cũng thỏa thuận là mỗi người nuôi một bé. Sau đó ra tòa thì mẹ nó mới kêu thôi để cho hai đứa sống chung cho nó vui. Thì nên để cho mẹ nuôi thì mình phụ cấp dưỡng hàng tháng cho con. Có chu cấp đầy đủ không? Dạ, chu cấp đầy đủ. Mà nguyên nhân là sao hai người chia tay? Nguyên nhân là cô ấy cũng nóng tính, hơi nóng tính. Vậy cái cách của em thì nó nhẹ nhàng thôi, không có cư xử nóng nảy. Rồi cái cách dạy con cũng nóng nảy nên nó không... Cổ hay nóng tính. Dạ. Đó là thì lỗi nó... của cổ, còn phía em lỗi của em là cái gì? Em thì lúc đó em nói chung là em không có hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Thì cũng không biết cách để chỉ cho em cổ như thế nào đó. Chứ thật ra cổ cũng không muốn ly hôn, là em quyết định vậy. Em quyết định ly hôn? Dạ. Là tại vì em không chịu được cái sự nóng tính của cổ. Dạ. À, tính em cứ điều em cứ vô cảm điều vậy thôi. Vui vô cảm vậy. Vui điều người ta giận dữ kệ người ta. Cổ nóng tính cô chửi rủa mình xin mặt em mình cứ cười điều nên hai người điên nhau đúng không? Đúng không? Cái kiểu vậy đúng không? Dạ thì nóng nên em không nói thôi. À, cổ nóng cô nói mình cổ. Dạ. Rồi vậy ta càng nóng dữ nữa, kiểu vợ nói mà chồng cứ cười im còn điên máu lên dữ nữa. Vậy là em châm dầu vô lửa cho cổ điên thêm. Đâu phải ai vậy chị, chắc chị vậy chị nghĩ. Chị vậy chị nghĩ. Chị
Hay quá ha. Đó người ha. Tình trường của em như thế nào? Khi em sinh em bé được khoảng 4 tháng thì em cũng ly hôn. Cũng ly hôn luôn rồi. Dạ. Ly hôn bao lâu rồi em? Dạ khoảng 9 năm. Mình được mấy cháu? Em có một bé trai. Rồi bé sống với ai? Dạ em sống với em ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ bé 9 tuổi. Lúc đó cái quan hôn nhân đó là kéo dài trong thời gian bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Hết niềm tin yêu. Có đối tượng thứ ba không? Dạ cũng có một chút xíu. Nói chung là hai bạn cũng đã từng vậy là cũng cùng chung cảnh ngộ rồi. 9 năm là một thời gian rất dài vậy. Chín năm qua mình có thêm mối quan hệ nào khác không? Dạ, tại vì thứ nhất em đi hôn trong giai đoạn con em còn nhỏ quá, mà em nuôi con thì mất 5 năm là để em toàn tâm là chăm sóc cháu. Rồi sau đó tiếp đến là em tập trung vào kinh tế. Bây giờ anh có gia đình mới chưa? Dạ có rồi ạ. Thế giờ đến với chương trình ngày hôm nay thì em mong muốn tìm một cái người bạn gái của mình là người như thế nào? Về tính tình phải hiền lành, không có nóng tính quá, có khuôn mặt nó phúc hậu chút, dễ nhìn chút, cũng không quan trọng là cao thấp mập ốm gì, nhưng mà nó cũng cân đối chút xíu, hài hước một chút. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn anh vừa nói thì cũng khá phù hợp với những gì em mong muốn. Phù hợp. Chỉ cần khuôn mặt phúc hậu. Thực ra tính em thì em hay nhịn, nhưng mà cái gì nhịn quá thì nó sẽ hay có cái sự là bộc phát. Ok, đây em nhìn thử coi em có tìm ra được anh ấy trong đây không. Chị nhìn chị biết không chị? Hả? Mình nhìn mình đoán đi chứ. Đó, còn nữa thì em hai tấm luôn. Đương nhiên là sẽ có cô gái ấy trong hai tấm hình. Hãy nhìn xem cô ấy là ai. Này quá, em nhìn không biết. Thì bây giờ chọn cô nào? Chọn cô này. Chọn cô đó phải không? Thì cầm nguyên cô đó đi, giữ yên đó. Anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh này? Thì em thấy anh nói anh có chơi thể thao thì em thấy chọn anh này. Tất cả cũng chỉ là sự suy đoán. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cửa trái tim. Cánh cửa trái tim này sẽ mở ra và xem chúng ta suy đoán có đúng hay không nhé. Mời các bạn. 1, 2, 3. Rồi. Sao? Chào anh ạ. Bạn trai nói trước coi đúng hay trật. Em đoán sai chị. Đoán sai. Còn bạn gái đúng hay trật? Dạ không đúng. Không đúng luôn hả? Tình trường trải qua trơn, tâm sự nãy giờ mà không có cảm nhận về nhau. Thôi tặng quà nhau trước đi nè. Rồi, anh có quà tặng em. Dạ. Em tặng chị Cát Tường. Ồ, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em cũng có món quà em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cuốn sách này là thực sự là vô tình của một chị bạn có giới thiệu cho em, và em thấy cuốn sách khá là hay và có một phần em ở trong đó. Tặng anh thì em cũng mong là qua cuốn sách thì anh cũng được chữa lành nội tâm bên trong. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có những sự tổn thương riêng. Thì em hy vọng mình sẽ khám phá ra chính mình nhiều hơn và sớm được chữa lành vết thương lòng mình nhiều hơn. Cảm ơn em. Một tấm đẹp rất là dễ thương. Anh cũng thích đọc sách. Dạ. Còn em tặng quà gì cho cổ, ý nghĩa gì? Mở ra xem thử đi các em. Em thấy sách nó cũng nó dạy cho mình nhiều điều hay đó. Ý nghĩa nên em tặng bạn để bạn coi. Cái đó là cái gì vậy cơ? Những tấm thiệp thông điệp của các bạn tin bây giờ. Ta đĩa lên cho nó đẹp. Dạ. Kẹo thôi em. Kẹo thôi em chỉ thích bộ ăn thôi. Thì ăn cho anh, như anh là anh cuộc sống nó cũng ngọt ngào á. Còn nữa không ạ? À? Đây nha. Cái đó là để về để nói chung là anh nào quan tâm đến sức khỏe. Trời ơi, trời còn nữa. Con đó à, con đây nha. Đó để chăm sóc cho bản thân của mình. Em vừa được sức khỏe, em vừa được nhan sắc mà em lại vừa được thưởng thức sự ngọt ngào. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ tặng quà xong rồi, bây giờ quay tới cái phần hai người đoán sai hết trơn và bị phạt nè. Giờ bạn trai phạt bạn gái trước, em muốn phạt bạn ấy cái gì? Em không muốn phạt gì hết chị. Bạn gái muốn phạt bạn trai cái gì? Mình muốn sao? Thử coi mai mốt mình mệt, mình yếu mà mình có sự cố gì mình xỉu, anh có đỡ mình đi bệnh viện nổi không? Vậy vậy giờ thử. Thử, coi em qua tóc bạn gái và ẩm bạn gái đi cho quanh đây 3 vòng cho chị, nhanh. Vậy thôi để em có tiếp tục của em vậy, để em chồng chuối em hát được không chị? Chồng chuối hả? Chồng chuối vừa hát nữa hả? Rồi, để cái này cũng lạ. Sân khấu này là của em. Rồi.
Ai chồng chúa là phải chồng vô tường hả? Không, khỏi chị. Khỏi cần. Ồ, dữ đó. Mà thôi, nó hát hát được rồi chị ạ. Chưa gì đã binh vực. Rồi đứng xe xe ra đó làm đi. Chị cho em mượn sách rồi. Cây đầu hả? Cây đầu. Ồ, nó đầu đầu. Chơi làm thiệt ta. Ồ, mạnh à, đội mạnh. Ê, mình chậm đích như vậy, có cái đầu đằng kia. Mình chậm đích chị mới thấy mặt. Ào, trời chết luôn. Trời, tôi đâu có kinh nghiệm vụ này đâu. Hay à, vụ này mới nghe à, chậm chuối hát à. Chắc tôi muốn coi, tôi cũng phải quỳ xuống cho tôi coi à. Được, được, được. Rồi, hát đi. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Mình mang bên chàng thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Sao em bị phạt mà bạn gái khóc rồi kìa? Dạ em dễ xúc động ạ. Tại sao lại cái rơi nước mắt? Xúc động là vui cười chứ lý do gì khóc? À dạ em cười ra nước mắt ạ. Em thấy anh sống cũng khá nội tâm, cũng khá là tình cảm. Nội tâm chỗ nào? À, dạ không, tại vì qua lời hát của anh em cảm nhận vậy thôi chị ạ. Phải đâu, tại anh cúi xuống lên tay anh rung lên giọng anh rung mình nghe cảm xúc chứ đâu phải nội tâm đâu. Nói đùa thôi chứ còn hay, đây là một tiết mục rất đặc biệt. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn cho anh bồi bổ một xíu nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sống, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nữa. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng, trình bày rất là đẹp mắt. Hai bạn sẽ thưởng thức món sườn non hấp tàu xì nè, bánh hấp Triều Châu nè, rồi chả giò tôm phô mai, rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là mình vừa ăn mình vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Mời hai bạn. Dạ. Em cảm ơn chị, em mời chị. Thôi ăn tự nhiên đi em. Em mời em. Sáng em đi từ Đồng Nai xuống hả? Dạ đúng rồi, em đi từ 5 giờ sáng ạ. Và em xuống đây em chưa có ăn sáng gì hết, em rất là đói. Còn anh? Anh ở đây mà. À, anh ở đây gần. Này anh xin nghỉ à? Xin nghỉ buổi chiều. Làm sao có thể từ vừa trầm chuối mà vừa lý giọng được nhỉ? Cũng thử em, thử em. Hôm nay em cũng nóng tính hả? Bình thường không bao giờ nóng tính. Dù khi nào một sự việc thì nó rất là quá đáng đối với em. Nóng tính thì em làm gì? Tùy theo đối tượng là gì. Trước đây em làm kế toán ở đây. Sau khi đi hôn thì em về nhà. Thấy em bé nhỏ, thành ra là về nhà để thuận tiện về vấn đề sinh sống nuôi con. Thuận tiện mọi thứ hơn là ở đây. Ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ không, em sống gần nhà với ba mẹ. Có bao giờ la con đánh con không? Trước thì cũng có đánh. Nó hư quá thì đánh. Còn sau này là hầu như không áp dụng với việc khác đánh nữa. Một đứa trẻ không muốn đứa nào hư lên. Hoặc là nó cố gắng nó làm một cái điều gì đó, chẳng qua là nó muốn sự quan tâm của mình nhiều hơn. Sao thấy bên này nói không vậy? Bên đây không nói gì trời vậy? Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Em cũng bình thường. Chị biết mà, chị biết em là lúc nào cũng bình thường rồi. Thế trong bình thường ở nhà ai nấu cho em ăn uống, ai chăm sóc rồi giặt giũ quần áo rồi cơm nước cho em? Nói chung giặt giũ đồ thì em tự làm hết, nói chung mọi cái đều làm. Thì lâu lâu cuối tuần hay là gì đó rảnh rảnh thì nấu ăn. Đồ ai ủi đồ mà hôm nay là phẳng phiu dữ vậy? Bình thường hồi trước thì em cũng tự ủi, mà sau này em làm biến quá em thuê người ủi giùm.
Nhiều cái? 5.000 hay gì? 5.000 cái. Em có ngại gì không khi sống với con riêng của vợ? Dạ không. Thế em có điều gì thắc mắc muốn hỏi anh không? Anh hiền quá, mọi thứ anh bình thường hết, chị hỏi giùm em cho. Hay là môi trường quan trọng là môi trường của anh làm việc á. Hơi trầm. Đúng rồi, anh hơi trầm. Bởi vậy vợ anh nói nóng quá vậy này kia, là anh cứ bình thường vậy hoài mới là ly dị đó. Mọi thứ đối với anh đều bình thường, cho nên có chuyện gì không hợp đồ là mình có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, không có gì phải la hét. Ý em là vậy đúng không? Dạ. Nên cuộc đời này có sập xuống đi nữa đối với em cũng bình thường. Dạ. Đúng không? Dạ. Anh chúi đầu xuống máu bơm lên não anh vẫn hát bình thường. Anh không có vấn đề gì bất thường hết á. Đó, em nhắm em sống được cái người vậy không? Vậy nếu mà em cảm thấy ok là cô chị thấy cũng là rất là hạnh phúc. Nếu như mình thích một cái cuộc sống bình yên. Tại anh bảo á, là 3 năm anh chưa có quen ai. Thành ra là em hỏi là ý là tại sao anh không phải là chưa gặp đối tượng. Chắc chắn là anh có gặp nhiều à. Vậy lý do gì mà để anh... Từ lúc mà đi hôn xong thì mình cũng muốn quen liền à. Không phải là không muốn ngại gì hết á. Mình muốn lựa chọn tìm người phù hợp với mình thôi. Thì cũng có người này, anh chị hay là đồng nghiệp cơ quan cũng giới thiệu cho, nhưng mà mình thấy tiếp xúc nói chuyện hay là gì đó thì mình thấy không phải là cái đối tượng của mình. Chứ em không có ngại kết hôn nữa đúng không? Em sẵn sàng đúng không? Dạ. Chắc chắn là em là sẽ nuôi con, nhưng em lại không muốn cái người bên cạnh em suy nghĩ đứa con lại là gánh nặng. Em muốn con em là một cuộc sống bình yên hạnh phúc theo em. Nếu mà anh thương người nào thì con với đó, anh thương như con của anh đó. Ra đó là chị nghe câu chuyện hai bạn nãy giờ, chị thấy đối với anh này chị nghĩ những gì anh nói là thật sự đó. Vì anh này sống khá là đơn giản. Đó là tại vì em là phụ nữ, một người mẹ nên em hơi lo xa thôi. Dạ, dạ. Chứ còn thật sự ở thời buổi hiện đại này là cái chuyện con cái, con nít mà mình yêu thương nó yêu thương dạ, mình dạ. Chị tự tin rằng nếu một người đàn ông nào họ thương em, họ sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em với lẫn cho con em nữa. Dạ. Bản thân chị ngày xưa chị cũng y gia chang như em, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà rồi người ta có thương con mình không hay là gì kia. Không có đâu. Dạ, không, chị chỉ đi tìm cái người thương chị thôi. Dạ. Người ta thương mình, người ta sẽ thương con mình. Mà không phải anh này đâu, nhiều anh nào không trả lời vậy hết trơn á. Đừng có lo. Tại vì thật sự chị đi tìm là chị tìm chồng cho chị, chứ chị phải đi tìm cha của con chị. Cái quan điểm nó lạc hậu rồi, bỏ đi. Tìm tình yêu cho mình nè, cái người đàn ông này có yêu thương mình hay không. Nếu họ yêu thương mình, họ sẽ làm tất cả vì mình. Nếu họ không yêu thương mình thì đương nhiên con em người ta cũng không thương. Vậy tôi mời hai bạn, chúng ta sẽ bóc những cái lá bài của chương trình để chúng ta có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Mời em gái trước. Lá nào một lá? Nào cũng được rồi, đọc lớn lên em. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Em cứ tính là điểm bạn của anh. Không, điểm không thích từ nãy giờ em chưa phát hiện ra. Chưa phát hiện ra? Dạ, dạ. Hồi xưa cái cô kia cũng thích sự điềm đạm, sau này về cô ghét cái sự điềm đạm. Có gì bình thường cô ghét rồi đó. Còn điểm cái gì nữa không? Còn thích cái gì nữa không? Vui tính. Vui tính đến nỗi mà cô cười ra nước mắt luôn đó. Ấn tượng lắm luôn đó. Rồi, mời em, cô chưa tìm ra cái điều gì không thích ở em hết trơn á. Chúc mừng em nha. Giật cái tấm trên tay tôi không mới chịu. Gì mà khó nghẹn ngào quá vậy? Ôm nhau 30 giây rồi nó cảm nhận mà không làm gì, cũng đứng trọng nhìn tôi vậy trời. Rồi, xin mời em bước qua bên đây. Chứ không lẽ em muốn cổ qua em? Qua đây 30 giây nè, rồi nói cảm nhận. Nắm tay của mình. Ôm, biết đọc chữ không? Ôm nhau. Tùy em đi, em làm gì em làm. Nắm tay. Ôm nhau. Trời ơi, ba mấy tuổi đầu rồi. Ôm hai tay vô, cảm nhận được. Rồi cô gái ôm ảnh nữa, rồi mới cảm nhận chứ. 30 giây, bắt đầu đếm ngược. Ôm ảnh đi vô. Bị đê hả? Hôm nay em được rồi, chưa ở ngoài bạn bè mà nó không được kìa. Dạ được rồi chị ạ. Rồi vậy tôi mệt, hai người quá, hai người ôm, hai người sướng, tôi có sướng đâu. Rồi cảm nhận của mình như thế nào? Sau 30 giây. Nói bình thường dạ. Tôi đứng liền á. Đối với em vậy cũng chưa phải là ôm, biết cảm nhận sao. Tại vì cái này yêu cầu em làm, em là thanh niên. Em không có mạnh dạn lên thì làm sao, không lẽ gì tự nhiên cũng nhạo. Bạn nữ cũng ngại thôi. Ngại kệ cổ. Nói chung em thấy bạn nữ chung cũng tình cảm, hơi ức ác một chút. Còn nói chung là cũng là người phụ nữ của gia đình đó chị. Còn em sau cái ôm vừa rồi có cảm nhận gì không? Dạ dạ, anh nói cảm nhận thôi ạ. Trời ơi, bả kìa. Mệt mỏi hai người đi. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất. Hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm.
sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau để trở thành một đôi nam nữ tìm hiểu yêu đương và tiến tới hôn nhân thì mình nhấn nút. Nếu mình cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, 8 tháng sau mới bấm vậy. Bây giờ nắm tay lại nè. Cái đó là hủi tóc. Hủi tóc. Hôn là phải dán tóc lên, hôn lên má. Đầu ta chưa gọi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Ở đây thì cũng có chỗ chị Thi Anh cũng là biên tập nữa ha. Thì bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình giúp tụi em nè. Họ và tên của quê quán nghề nghiệp của anh ha. Rồi mời anh. Anh tên Phạm Đình Hậu. Anh quê Quảng Ngãi nhưng mà anh sinh sống và lập nghiệp ở đây. Anh sinh năm mấy anh Hậu? Anh năm sinh đúng là năm 77 nhưng mà trong giấy tờ là 78. Rồi, thì là ở quê thì ở Quảng Ngãi nhưng mà anh sinh sống ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy anh? Tân Bình em. Dạ. Rồi, hiện tại anh đang làm công việc gì anh? Anh có mở một công ty nhỏ nhỏ để anh làm về thiết bị văn phòng, sửa chữa rồi đó. Rồi. Mua bán sửa chữa phòng ấy. Dạ, điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Anh thì đúng đắn là người hướng nội, người của gia đình. Đoán anh đó cũng đã lập gia đình rồi. Có hai bé, một bé là lớp 11, còn bé lớp 6. Trai hay gái hả? Đứa đầu con gái, đứa sau con trai. Bé đầu thì lớp 11. Dạ. Yeah. Thì đang ở với anh luôn hay sao, hay ở với mẹ? Ở với mẹ, vì mẹ nhà ở đây, mẹ có điều kiện ở với ngoại thì để cho mẹ chăm sóc. Tụi con. Rồi bây giờ là anh ở Tân Bình là anh nhà thuê hay là nhà của anh hay như thế nào? Nhà thuê. Anh mở công ty luôn. Dạ, rồi. Thì là anh mở công ty được bao lâu rồi anh? Thu nhập hàng tháng của anh thì khoảng dao động như thế nào? Thì anh mở công ty từ năm 2008. Là lúc đó là cũng lúc đó quen bà xã đó, thầy biết thì anh ly thân được 2 năm và ly hôn được. Vậy là anh cưới bao lâu, cưới năm nào? 2005. Cưới 2005 à? Cưới 2005. Rồi. Ở tới năm mấy anh? Anh ở mới ly thân. Bây giờ là anh có giấy ly dị chưa hay là ly thân thôi? Mới giấy ly dị rồi, thì ly thân rồi mới có giấy ly dị luôn. Ly thân bao lâu? Năm ly thân đợt dịch đó. Ly thân là cuối năm 2005, ly thân đợt dịch là 2020. Là anh ở, hai anh chị cũng sống với nhau là 15 năm. Đúng rồi. Rồi nhưng mà đỉnh điểm mình là cái gì mà mình quyết định là mình ly hôn mà mình không ở chung với nhau nữa anh? Đỉnh điểm là cô ấy chuyển qua công ty, hầu như là hồi xưa làm mấy công ty của nước ngoài ấy, giờ nhất. Nhưng mà sau này qua mấy công ty, cái tập đoàn của Việt Nam đi về đúng giờ giấc mà khi mình và con cái nhà thì mình đưa đón lo đi học rồi đó. Rồi khi mà bắt đầu cứ đi rồi về tiếp khách cái vậy thì nó mau mau thủng đó lần dần lên thì sau đó thì tự do của mỗi con người thì đấy ta. Rồi xong cái ly thân rồi người hướng nội người hướng ngoại thì bây giờ cũng khó lắm. Mình là cái như đi làm, nhiều lúc mình làm trên đường mình chạy làm nhưng mà cứ lúc nào cũng hướng về nhà hết. Cho cho mấy bé đó. Giờ, hầu như mọi thứ là con hết á. Chứ mình không có muốn cái gì hết. Nhưng mà cuối cùng người khác thì mỗi người mỗi hướng á thì cũng khó. Mình muốn gia đình thì hai người cùng vun đắp chứ không phải một mình. Mình cũng đến xuống nước níu kéo sinh này nọ nhiều lắm, nhiều lần. Mà thua đó trong đó là chạy theo đồng tiền nhiều quá.
Dạ chị Uyên ơi. Chị Uyên ơi, chắc là chị đang bị rớt mạng xíu, anh đợi xíu à. Dạ chị Nắm ơi, chị Nắm hỏi tiếp giúp em nha. Sao chị Uyên chỉ bị đứng ngang rồi. Chị Nắm đang ngồi trong kia. Dạ chị Nắm ơi, chị Nắm. Dạ anh chờ xíu nha, biên tập đang bị rớt mạng á. Anh chờ giúp em xíu. Alo, sorry anh, em bị rớt mạng. Dạ không sao. Dạ. Rồi, thì bây giờ anh muốn mẫu người của anh đi, thì là mẫu người như thế nào nè? Thì mình muốn mẫu người của mình là phụ nữ gia đình. À, mình những người phụ nữ mà đã hiểu về cái sự cố vỡ và quan trọng cái tình cảm gia đình. Thậm chí mình nói với con với vợ mình ngày xưa, ba mong ước nguyện của ba nó chỉ cần có một bữa cơm gia đình là vẫn đạt của ba rồi. Nhưng mà phụ nữ kia là sống với mình 15 năm mà chưa có một lần nào đi chợ mà thử nấu cơm cho mình, buồn cái buồn thật sự là buồn. Thì còn một vấn đề nấu nướng của mình là mình tự nấu được, nhưng mà cái vấn đề là mình không cần cái gọi là cái chuyện mà tài chính đâm thì gọi là tham vọng quá, mình không thích vì trong đó nó thật sự thì đủ sống hay là có thể tham vọng một chút, nhưng mà mình hướng về gia đình nhiều hơn để động viên và cần những người phụ nữ thôi, chứ mình cũng cần ấy. Thì tuổi của mình cũng đã 46 rồi, 45 rồi, hiểu chia sẻ. Rồi ok. Thì ở đây chỉ là cái vòng buổi phỏng vấn đầu tiên của mình thôi anh ha. Thì bên em sẽ sắp xếp có biên tập gọi lại để nói chuyện với anh cụ thể nhiều hơn, để tìm đối tượng cho anh ha. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy là mình xong rồi. Dạ, buổi phỏng vấn tới đây là kết thúc rồi anh. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Chương trình cảm ơn anh rất nhiều. Thì ở đây thì chỉ có biên tập của chương trình thôi, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình ha. Thì bây giờ trước mắt là mình giới thiệu về họ tên, tuổi, về công việc, quê quán của mình đi ha. Mình là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, quê là Vĩnh Phúc, Phan Giang, Hưng Yên. Công việc thì đang Nguyễn làm Quốc Huy hả? Đúng rồi. Công việc thì đang làm thủ kho cho công ty Vincom ấy, làm tập đoàn Vin. Vincom là ở đâu Huy ha? Vin công ty Vincom là đang ở làm, là mình đang làm ở Hưng Yên luôn ạ. Vin Ocean Park 23 đấy. Là sống tại Hưng Yên luôn hả? Đúng rồi. Nghĩa trụ là mình ở Vĩnh Phúc, thì cạnh nghĩa trụ cách công ty khoảng 2 cây rồi. Rồi, Huy có điểm mạnh yếu gì em ha? Nhưng mà nếu mà chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào ghi hình được không? Có ạ, vào ghi hình được. Báo trước em bao nhiêu lâu thì được ha? Thì báo trước khoảng tầm nửa tháng là được, 2 tuần. Ok, rồi ok. Điểm mạnh yếu của em là gì Huy? Thì lăng động cho công việc bây giờ. Còn đâu là quê hương gia tan gái hay hát hò hát được ạ. Hát luôn một đoạn tặng các chị biên tập chương trình xem nào. Ôi thế rồi, không chưa chuẩn bị tâm lý, chưa biết hát bài gì. Trời ơi, bài nào bài tủ hay hát đó. Gần nếu mà một bạn thì đâu chưa hát cả bài đâu. Với cả sở thích thể thao thì cũng như bóng chuyền, bóng đá để chơi được. Thích đội Chelsea hả? Vâng, Chelsea bán câu lạc bộ rồi. Nhưng mà mê này có cá độ bao giờ không? Không ạ. Thế không? Vâng, thì xem uống bia thôi. Em uống bia đấy thôi hả? Vâng.
đi ra bóng về học kiếm nghiệp. Chúc em chào ba bao nhiêu mối tình rồi Huy? Dạ? Chúc em chào ba bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng qua vài mối tình rồi, mới cả có một người vợ, với cả một con trai bây giờ 11 tuổi đang ở cùng em ạ. Đã ly hôn rồi hả? Vâng, vâng. Con trai đã 11 tuổi rồi. Vâng, lấy vợ lúc 20 tuổi đấy ạ. Trời ơi, ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em ly hôn 8 năm rồi. Ly hôn 8 năm rồi, trời ơi, là con 3 tuổi rồi ly hôn luôn đó hả? Vâng, vâng. Em kết hôn được bao nhiêu lâu thì em ly hôn, với lại lý do sao mà hai vợ chồng ly hôn? Thì cũng nhiều lý do lắm. Chị ạ. Mà... thì cụ thể một vài cái gọi là cái giọt nước tràn ly đi. À vâng, thì bạn ấy đi, bạn đi làm công ty ấy, thì bạn ấy kêu là đóng họ, xong rồi đến lúc lấy họ thì phải không có nghìn nào. Thế là cũng áp lực ấy, thì là chắc là công ty để cũng có người nữa thì là bạn đi luôn. Đi luôn từ lúc ly hôn là không về còn cả. Tức là từ lúc ly hôn cái là bạn ấy đi luôn, không về hỏi thăm con cái gì. Mà hình như là có người khác hả? Nhưng mà em có biết được không? Em có bắt được có dấu hiệu của nào để em nhận ra điều đó không? Có dấu hiệu nhiều người nói, mới cả đi làm thì cũng quen cái thằng ở xưởng ấy, em hỏi có mấy người làm cùng công ty thì cũng hỏi cút họ. Nhưng mà thôi, xong rồi thì về bị phát hiện ra cái thì nó bỏ đi luôn ấy, thì nào được. Ly hôn em cũng phải xử bóng mấy lần mà. Xử bóng mặt hả? Vâng, xử bóng mặt. Con có về thăm đâu, chả xử bóng mặt. Nhà từ lúc mà bỏ con tới giờ là bỏ chồng bỏ con tới giờ là chưa từng gặp lại con là 8 năm rồi hả? Vâng, vâng, đúng rồi đấy. Con của em có bao giờ nó hỏi về mẹ không? À, không ạ, tại vì lúc bỏ đi nó còn bé. Nhà bây giờ là em đang sống cùng với lại bố mẹ luôn, bố mẹ của em luôn. Vâng. Rồi em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì em chỉ cần tìm mẫu người bình thường, có là chín chắn tí, có trách nhiệm gia đình là được. Là đổ vỡ như em được không? Được, nhưng mà yêu cầu của em là có con gái được, còn nếu mà con trai không lo được. Hai đứa lại đẹp. Người ta lo cho con trai người ta. Nếu ví dụ là về lại đẻ thêm đứa con trai nữa, sợ hai vợ chồng chung cảnh. Nhưng mà ý là người ta có ví dụ như bạn ấy có một cái kinh tế nhất định để bạn ấy có thể lo cho con riêng của bạn ấy rồi. Vâng, thế thì cũng vẫn được. Em thì sợ là kinh tế hai đứa nó không ổn định, xong rồi về thêm đứa con trai nữa rồi kinh tế nó không ổn định là dễ mâu thuẫn gia đình lắm. Ok. Rồi, nói chung là miễn là ly hôn mà có con gái thì sẽ dễ chấp nhận hơn, còn con trai thì là nên có một cái kinh tế ổn định để có thể lo cho con riêng của mình thì cũng ok đúng không? Vâng, nhưng nhà em cũng có mỗi mình em con trai thôi, em gái thì đi lấy chồng. Ủa, cái thu nhập của em bây giờ nó khoảng bao nhiêu một tháng đi? Thu nhập của em là bây giờ rơi vào 15 triệu một tháng. Làm hành chính. Nếu mà làm thêm thì em làm bên Vin đó Hồng, thì như là làm bên Vin lương cao lắm đúng không? Vâng. Thì làm bên Vin ấy, em làm công trường thời gian thì làm hành chính thôi. Chị thấy làm bên Vin đó nhiều người thu nhập cao lắm á. Vâng, nếu mà kỹ thuật là lương 22 triệu nhưng em cũng bỏ thì được 15 triệu thôi. Rồi về ngoại hình, về chiều cao, cân nặng, tính cách của bạn gái thì sao? Em mong muốn như thế nào tuổi tác nữa? Thì em tuổi tác thì cứ tầm 93 trở lên là được, còn đâu là tức là nhỏ hơn em từ 2 tuổi trở về sau. Và còn đâu là
cứ dáng gầy gầy là được, không không kể cả mét. Em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 7 chị ạ. Còn nếu bạn ấy cứ cao khoảng độ 1m55 đến 1m6 là được, hoặc 1m52-53 là cũng vẫn được. Nãy em nói em ở viện nào ha? Em ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ok. Rồi ok, cảm ơn Huy nhiều. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi nha. Nên là có lịch ghi hình cụ thể chi tiết và có người phù hợp với mình ấy, thì chương trình sẽ liên hệ với em để báo cái lịch cho mình ha. Vâng vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn tuổi tác rồi ha. Dạ em tên là Phan Ba Quang, năm 14/6/1995, quê quán ở Hà Tây, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu thành phố Hồ Chí Minh? Thủ Đức kia. Rồi mình sinh sống ở đây với ai vậy Quang? Em sinh sống bên một mình kia. Rồi công việc tại chỗ này gì? Công việc em thì mở một cửa hàng xe cửa, khi bán xe đạp và cái nhỏ nhỏ thôi nhỉ. Cái xe đạp điện hả? Dạ. Rồi thu nhập hàng tháng của em bao nhiêu? Thu nhập hàng tháng thì tầm 8 đến 10 triệu. Rồi cho chị hỏi xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh thì em nói chung là điểm mạnh thì hay sở thích hay là nấu ăn thì nấu ăn thì nói chung là mấy cái đồ gì mình nhớ thì biết làm hết, còn điểm yếu thì ít nói. Rồi bây giờ tình trường của em sao rồi? Có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào chị ạ. Lý do vì sao chưa có mối tình nào? Do cái công việc, cái môi trường mình làm thì chắc toàn nam nên không có nữ nên cho mối tình nào vậy. Em mở cửa hàng được bao lâu rồi? Em mở được năm nay chị ạ. Rồi thì bây giờ mẫu người nào nào Quang? Mẫu người thì nói chung là mẫu người thì cao thì tầm 1m50 trở lên. Nói em chung cao là... mét mấy vậy? Dạ em cao mét mấy? Em cao 1m65. Dạ cao 1m50 trở lên rồi. Quê quán mập ốm rồi, còn có cuộc quan trọng gì không nè? Nói chung là người vừa vừa thôi, vừa tầm 5-6kg đô là thôi. Rồi quán vùng miền sao, công việc như thế nào, tuổi tác nữa nè? Tuổi tác thì tầm 93 đến 2000. Quê quán thì từ nói chung từ Sài Gòn đến đổ ra. Nếu mà ưu tiên được người miền Trung á thì càng tốt, mà không thì từ Sài Gòn đổ ra miền Trung. Miền Trung là tới Hà Tĩnh á hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là miền Trung từ Thanh Hóa đổ vào vào đến Sài Gòn. Rồi ví dụ như ba mẹ đơn thân được không? Ba mẹ đơn thân á. Nói chung là cũng được, mà cảm thấy người ta thương mình đỡ thôi. Ai cũng có cái hoàn cảnh này cả. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không Quang ơi? Em có ca hát hò gì được không? Em thì hát hát được mà hát không hay thôi. Hát một hai câu coi. Dạ. 10 năm rồi anh xa em, cuối chim quên tổ tội tình. 10 năm qua như một giấc mơ, hạnh phúc quanh đây anh nào ngờ. Hát đến đó là không nhớ rồi. Rồi thôi cảm ơn em ha. Thì đây chỉ là buổi ca phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà
em được lọt vào vòng 2 của chương trình thì bên chị sẽ liên hệ lại với em nha. Cảm ơn em nhiều. Dạ dạ rồi em chào chị và em chào chị. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À. Anh có thể thoát cuộc gọi của chương trình được rồi ạ. À. Chương trình cảm ơn anh ạ. À. Eo rồi.